siêu thị. Đây, con lấy được mấy mấy bắp rồi? Ba. Đây, mình mua bắp ha. Bắp thì đã mát ngon quá. Mình sẽ lấy một ít. Vậy thêm nữa không con, ăn nữa đi ha. Uầy, quá trời luôn. Yeah, nặng lắm ấy nha con nhé, nặng lắm á. Chanh rẻ quá trời luôn, có 2 gô 49 à. Như một bịch thế này để lấy 2 túi luôn. Thích ăn này. Rồi. Yeah. Rồi, 2 cái luôn. Đó. Rồi, 2 vị dâu, 2 hộp nho, 3 cái bắp, ba cái bắp và 6 cái bắp, 2 bịch chanh, rồi cà chua, khoai tây mà khoai tây đỏ, mình sẽ mua 1 vịt khoai tây đỏ. Yeah, Tết thiếu nhi nè, mình sẽ cho con lấy 1 cái bánh ở trong đây, cho Na tự lấy cho Na thích nè. Na lấy cái bánh của Na ra. Yeah, rồi con lấy cái bao. Rồi con cho vào. Rồi chúc mừng con ngày Tết thiếu nhi. Sẽ lấy thêm 1 túi kem. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ mình ra quầy tính tiền thôi. Anna thích cái bánh quả nào quá. Rồi mình đã mua nước, rồi mua sữa, mua các loại trái cây, rau củ quả. Bây giờ mình sẽ ra tính tiền và mình đi qua siêu thị số 2. Rồi, qua siêu thị thứ 2. Anna lấy Chagio bé, Anna đi. Cái này đẹp quá nè. Wow. Đã chưa? Dạ. Hôm nay là Tết thiếu nhi, mẹ sẽ có món quà đặc biệt tặng cho con. Con thích không? Dạ. Con nhắm mắt lại đi. 1, 2, 3. Tân tân tân. Đây. Dạ, nhiều kẹo. Đây rất là nhiều kẹo luôn nha. Đấy, quá trời luôn các loại mà con yêu thích này. Dạ. À, hôm nay là Tết nha. Mẹ sẽ tặng món quà này cho con. Cảm ơn mẹ. Mẹ yêu con. Mua táo nha cả nhà. Mua táo của Super U. Ui lồ lồ. À, đây là kem để mình ăn với dâu này. Rồi mình sẽ lấy 1 chai cục chết, à, bí ngòi ngon quá. Mình sẽ lấy 1 bịch này. Rồi mình mua sọc kia nè con. Quầy thịt mình mua một ít thịt ha. Có thêm 1 bịch con mun. Đây, hôm nay nó bán là 3-4 khoảng 50 gram 1 cân. Đó, mình mua hơn 3 cân thịt gà hôm nay. Đó, rất là nhiều, toàn là đùi tỏi không cả nhà. Mình lấy đùi vàng đi, đùi vàng để cho nó ngon. Rồi Anna sẽ mua cái cordon bleu. Rồi xe của con đầy ủ nu rồi này. Cái này của mẹ cũng đầy luôn. À, hai cho con mỗi người 1 cái xe để kéo. Thêm khoai tây để làm khoai tây chiên. Rồi đào dẹt. Một cái này có 4 gô 99. Ok. Bây giờ mình sẽ mang ra tính tiền. Là mình mua quá trời đồ ở đây luôn. Món quà mà Na yêu thích rồi. Đó là một hộp quà Tết thiếu nhi. Quá là sung sướng luôn. Giờ bây giờ mình ra xe mình cắt đồ thôi. Vậy là nhà Nhung đã đi siêu thị xong, mua rất là nhiều thứ luôn. Rồi bây giờ Nhung sẽ phải sắp xếp mọi thứ lại. Ôi, Nhung thích nhất cái món này. Món này rất là ngon luôn. Ta sẽ khám phá cái hộp quà của Anna nhé. Rồi, con mở ra. Bên trong có gì? Wow! Sô-cô-la luôn! Đã chưa? Ôi là la, xuất sắc các loại luôn. Đây là mì tít luôn. Yeah, chúc mừng con ngày Tết thiếu nhi. Bye bye cả nhà nhé. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà video clip lần sau.